quá trời thấy hàm luôn cả nhà, lấy đuôi nào cũng vậy cũng đợi. Giàu to ông. Con này là hai chồng nè. Ủa, con này hai vợ. Một con được mà hai cái. Hôm nay sẽ thành quả sẽ được những gì nha cả nhà. Nếu như cả nhà mình cảm thấy hay thì hãy mình xin một like và một chiếc kênh mình chia sẻ kênh ủng hộ kênh cho cả nhà. Hôm nay trời gió nhiều cả nhà. Gió. Này mình thả dưới gió cả nhà, gió quá trời gió luôn. Này mình đồng hành với bằng Tứng nha cả nhà. Bằng Tứng Channel. Gió quá là khó kéo cả nhà. Miếng tôm. Chúng mà quấn giặt thì mình quấn hào vài bữa, rồi bắt đầu mình quấn được vài bữa cả nhà. Là hết con nước. Nước kém nha. Rồi thì là tiếp mình quấn hào tiếp. Dòng sông này nhiều người quýnh giặt lắm cả nhà. Đây, em một con tuột đầu tiên nha cả nhà. Quýnh đây thì nói chung mấy lần trước quýnh thì không có tuột thiệt cả nhà, nhưng mà có cái con nào này. Con tuột đầu tiên. Hai con luôn đó nha. Hai con mực trà bá lửa luôn. Con cá ăn được nè. Nè, con cá ăn được nè. Con kèm cái nè. Qua đây. Xe luôn. Ồ, có ngát Tứng. Ngon Tứng. Có cá nó ăn chua. Có này ăn được không? Ngát là đã. Giờ mình kéo ra ngoài cả nhà, cạn quay khúc này. Gió quá đẩy lên bờ luôn rồi. Trời gió Tứng. Nhà thấy gió lăn quá nha. Cả nhà. Dòng bão tới. Đằng kia bạn Tứng đang lần xuồng lưỡi cả nhà. Gió quá giặt, giặt mấy lần dèo 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 luôn. Thank you.
Gió quá. Rồi, được rồi Tấn ơi, đừng có xô tới Tấn ơi. Lên đi. Anh tụng nhanh bắt ngã gác bỏ vô. Trời gió luôn cả nhà. Gió mà thấy kinh khủng luôn. Đây, một con mực. Một con tập xuống. Xuống đầu tiên cả nhà. Mực đầu tiên luôn. Mực luôn. Gió mà cái dập của mình trôi lăn dèo 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 luôn. Quá trời gió luôn cả nhà. Rồi bỏ xuống, cái chân phải ngồi xì nè. Mới ngồi về lấy cái chừng chịu nó vớt không thôi là xuống trôi té 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 té. Quá trời trời gió luôn. Ôi mẹ phải gần 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 giờ gió xuống quay lời vậy luôn cả nha. Kinh khủng gió luôn. Một cái bự nè. Bự dữ. Bự mà không dám cầm luôn. Tấn Tấn xô lái ra cái Tấn này. Cứ đây em ngồi đó em xô đã lấy cẳng đạp cho luôn. Thank you.
Hồi bữa ba con mực tức ba con cái đuôi không ba con mực nữa cả nhà. Ba con vô một đuôi luôn. Ba con này mực không nha. Đây, con nào này đã lắm. Trời ơi, đây hai con nữa, ba con nữa. Đây. Đây ba con nữa. Lần đầu tiên luôn. Nhìn nhóc cười. Nè. Quá trời thấy hàm luôn cả nhà, mấy đuôi nào cũng vậy cũng đỡ. Giàu to ông. Con này là hai chồng nè. Ủa, con này hai vợ. Một con được mà hai cái. Khúc này không sáu con rồi cả nhà. Bỏ đi, bỏ đi, kệ nó, la cái tao. Mỗi hai cái đuôi không sáu con. Hồi đó vợ chưa thả lần nào mực chứ nằm ngộ. Thường thường á cả nhà. Mình thả là thấy dù cái đuôi này ba con là cái đuôi kia không có con nào. Còn cái này hai cái đuôi khỉa luôn. Như bù lên hồi nãy giờ không có con nào hết, đây con nữa. Đây thêm con nữa nha cả nhà. Ở đây bự không ăn tính ha. Em bự không. Xem được xem cái đây. Xem được đi lên mé ở đi. Xô cái nó tính này. Gian khúc này à, mình lấy khúc kia mà mày cái gì? Gió quá kéo lồng cực lắm cả nhà. Rồi xong, có Linh nó lái rồi luôn à. Ừ, xô mạnh cái lái à, ừ, vậy đó, cho gió cho lên luôn. Bên kia thì mình kéo khỏe cả nhà, bên kia tại vì cái vạch nè, cả nhà thấy không? Mình chui vô cái vạch này, mình độc quyền xuống đây luôn. Không cho ai thả được. Có cái vạch nhỏ xíu mà hai bên hai vàng. Người ta ngồi vô thay mà người ta thả, người ta ngồi ta ngó luôn. Đạp ra cái nữa tưng ơi, tưng. Tưng tưng tưng, đạp cho con nữa em. Ồ, anh đã, ừ, ồ, vậy đó. Nó qua cái này rồi. Nước như vậy thật. Cực, mày mấy anh đây, trời gió quá, thả cực. Giờ kêu dập hết tiếng luôn. Tiếng là gió bay xào xào xào. Làm chừng một chục cái như vậy hả tức? Chuyện phẩy rồi đó. Là một chục cái như vậy là thôi. Thôi rồi. Xô dán nữa tướng ơi, kẹt nữa tướng ơi. Dán lên còn có mấy cái bên đây ha, qua bên kia là khỏe. Cuộc sống của anh em ở làng bè này khổ lắm cả nhà. Mình nè, trời. Trời gió cái là làm dân biển này, trời gió bắt đầu là bó tay. Rồi hết rồi cả nhà, hết vàng này. Gió quá trời gió luôn, kéo cực quá. Giờ sao ra đây? Xô mạnh ra cái lái cho nó tưng ơi. Dạ, dạ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chính xác, chính xác. Gió quá hài này không làm gì được hết cả nhà. Dưới dâu vô đây luôn rồi. Cái nữa tướng ơi. Đây bây giờ khô queo luôn rồi.
đó nha, đó cái vàng đó mình quýnh đây là cái nha. Hồi nãy mình kéo bên đó, rồi bây giờ mình qua đây mình kéo, qua đây mình kéo là mình nào kéo trên gió cả nha, trong đây mình kéo ra thì không có bê như vậy. Theo hồi nãy đó mình nước lớn mình kéo ngược là nó không có gì. Đó, rồi, bắt đầu bây giờ mình kéo ngay đó nha. Bên đây thấy kéo xuống kìa. Ai như mình bệnh gió cả nào không có làm gì được. Này gió quá kéo không nổi, gió quá trôi xuống, gió đưa xuống kéo không nổi. Một con cả nhà. Một con đầu tiên với vàng này. Nó nghe bạch chưa? Được cơ. Đây cả nhà. Vô tụng trời không vô phen cứng đầu à, vô tụng với phen mai cho điền phố phen vô tụng bé mình đi. Tôm dữ lắm cả nhà, tôm cũng trong cái phòng da hết, tôm dữ lắm mà nó cũng cho mày hết, tôm nhỏ quá cái lỗ lưới mình nó bự quá. Cá mực này cả nhà, không có mực cái là xong luôn đấy, không có cá tôm gì hết á, ít tôm, hy vọng vô mực thôi, mực hoặc là có cua. Vô tụng đây con mực mọc đi rồi. Nhảy dữ. Con xem đa quân hàng này. Chạy. Mấy cái này mình giật là dắt á. Dắt là mình phải giá đó cả nhà. Nghiêm giật. Cười á, trời Tuấn ơi, một con mực ơi. Mình cũng không hiểu nổi hả Tuấn hả? À, hổng thì bên đây có mực mà này bên đây không có hả? Không hiểu nổi luôn. Gần hết rồi nè cả nhà. Tuấn bắt con đó xuống Tuấn. Đầu dương xem ra anh coi. Cầm sao cho đẹp đây. Đây xem ta đây. Ừ.
ấy kì vậy, cả xuồng luôn rồi cả nhà. Ủa, cái gì vậy? Cái nhắc rồi. Cạn ngay còn ngay bãi á. Giờ ngồi kéo luôn cả nhà ơi. Ngồi kéo được đóng xuồng ra. Cái gì? Buồn ghê. Mà tức. Chàng có này có một nang nè. Mục đích là một tour phải không? Muốn được cảm giác của bạn thôi thôi không chơi. Rồi kỹ quá rồi, hết rồi, đặt rồi. Bên kia không có mực này, tự nhiên cái giờ thả tập trung đến đây, bên kia có mực mà này này. Rồi hết rồi cả nhà ơi. Đầu giờ mình về nhà mình chuẩn bị mình lựa cả nhà. Giờ mình về tới nhà cả nhà. Giờ mình đếm mực thử coi nay được bao nhiêu con cả nhà. Người con nó ngát nè. Ngát này ú nù luôn. Ngát này mà nấu ăn chua rồi thôi, không còn gì để nấu luôn rồi cả nhà. Dạ. Cũng nặng đại rồi cả nhà ơi. Em đếm thử coi được mấy con. Con cái bên đó mực bự không à. Đã. Hai con. 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 13 con ở nhà ơi. Nhưng mà con cái mình này không có bự thôi à. 13 con chắc được nửa ký cả nhà. Đây, được đây tôm mấy cá rồi cả nhà. Nói chung là đánh mực mà, chỉ kiếm mực thôi, còn tôm cá không có nhiều cả nhà ơi. Giờ, thôi, giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà. Nếu như cả nhà mình cảm thấy hay, thấy thích cuộc sống bằng bè thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Thái Bình nha cả nhà. Xin chào và hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Xin chào.